Nghe nói bọn trẻ sẽ về nhà vào cuối tuần. Frank vô cùng vui mừng. Nào là dọn dẹp phòng ốc, nào là cắt tỉa cỏ cây, còn đến siêu thị mua rượu vang thượng hạng. Nhưng đến lúc trời tối, lại nhận được lời nhắn trong điện thoại của bọn trẻ. Đứa thì phải tăng ca, đứa thì con trai bị ốm. Tóm lại, cả bốn đứa con, đứa nào cũng đều cho ông bố leo cây cả. Ông bố thất vọng chỉ đành ở trong đêm, lấy những miếng bít tết đã chuẩn bị sẵn cho các con, chiên lên và ăn một mình. Ngày hôm sau, Frank quyết định, nếu con cái đã không có thời gian về nhà, vậy thì ông sẽ tự mình đi thăm chúng vậy. Bốn đứa con, ở bốn thành phố. Frank bị đau tim nên không thể đi máy bay. Đóng gói hành lý xong xuôi, ông một mình lên đường. Suốt dọc đường, ông hào hứng khoe với người lạ. Tôi chỉ là một người lau cột điện. Nhưng cô nhìn xem, con tôi ưu tú biết bao nhiêu. Con trai lớn là nhạc trưởng, con trai nhỏ là nghệ sĩ, con gái nhỏ là một vũ công, con gái lớn là quản lý cấp cao của một công ty. Niềm tự hào không thể nói hết thành lời. Cũng không biết đã ngồi trên tàu hỏa bao lâu, cuối cùng cũng đến trạm đầu tiên, thành phố nơi cậu con trai út sống, New York. Nhưng ấn chung cửa của hộ mãi không thấy ai trả lời. Ông chỉ đành ngồi đợi ngoài cửa, đợi cho đến khi ông ấy ngủ quên mất, cũng không thấy con trai trở về. Cuối cùng, ông chỉ có thể nhấc hành lý lên lặng lẽ rời đi. Bên cạnh có một phòng tranh vẫn đang sáng đèn. Frank bước tới nhìn. Bên trong đang treo chính là tranh của con trai ông. Trong nháy mắt, ông dường như nhìn thấy đứa con trai bé nhỏ của mình, đạp xe đạp từ từ chạy về phía mình. Cứ thế trôi qua một đêm không ngủ. Ngày hôm sau, một người lạ đã đi đến và mở cửa căn hộ cho ông, nhưng con trai vẫn không có ở nhà. Ông chỉ đành nhét phong thư viết sẵn vào khe cửa. Là bố đây, vốn muốn tạo bất ngờ cho con, nhưng con không ở nhà, gọi điện cho bố sau nhé. Lại trải qua thêm một hành trình dài, cuối cùng cũng đến trạm thứ hai. Đây là dinh thự của con gái lớn. Cháu trai mở cửa ra, hoạt bát khỏe mạnh, không hề ốm đau gì. Ông đi qua biệt thự, nhìn thấy con gái đang đứng gọi điện thoại cạnh hồ bơi, liền huýt sáo một cái. Đúng giây phút đó, con gái như được quay trở lại tuổi thơ. Con gái chạy về phía ông, tuy rằng đang cười, nhưng lại có tia bất an giấu trên khuôn mặt. Đến đêm, con rể vội vội vàng vàng trở về, cả nhà cùng nhau ăn tối. Cháu trai lại không nể nang gì bố. Trong chốc lát, bầu không khí trở nên ngượng ngập. Frank vốn muốn ở lại thêm vài ngày. Con gái lại nói, lần này thì không ổn. Ngày mai con và chồng phải đi công tác. Frank nói, không sao, bố có thể tự mình chơi với cháu ngoại. Nhưng con gái lại nói, cháu trai ngày mai phải đi chạy hè. Đây rõ ràng là muốn đuổi khách, nhưng Frank cũng bình thản chấp nhận. Ngày hôm sau, Frank lại bắt đầu lên đường. Trạm tiếp theo là đi thăm con trai cả. Ông vẫn luôn nghĩ rằng con trai mình là một nhạc trưởng, vì trong dàn nhạc giao hưởng, nhạc trưởng là người có địa vị cao nhất. Nhưng đợi đến khi ông đến được nhạc viện mới biết, con trai chỉ là một tay trống trong ban nhạc. Sự xuất hiện của bố đã làm gián đoạn buổi tập luyện của ban nhạc. Con trai lúng túng rời khỏi sân khấu. Nhìn vẻ mặt thất vọng của bố, con trai cũng không đành lòng giải thích thêm điều gì. Sau khi luyện tập xong, ông đề nghị muốn ở lại chơi với con trai vài ngày, nhưng cậu con trai lại nói, tối nay bọn con phải đi lưu diễn ở châu Âu, buổi chiều con còn phải thu dọn hành lý. Ông bố không nói gì thêm, con trai tiễn ông đi. Lúc chuẩn bị chào tạm biệt bố, con trai lại gọi bố lại. Hey, I'm sorry that we couldn't spend more time together. Ông bố không biết nên trả lời thế nào, chỉ đành gật đầu, tạm biệt con. Nhưng ông ấy không biết rằng, con trai vẫn luôn lo lắng, len lén theo ông đến nhà ga. Thật ra toàn bộ hành trình của ông, mấy đứa con đều biết, vậy nên vẫn luôn tìm mọi cách tránh né ông. Bởi vì, cậu em út đã xảy ra chuyện, căn hộ của cậu ấy sớm đã người không gác trống. Frank nhìn thấy một kẻ lang thang trong đường hầm tàu điện ngầm, trông cậu ấy tầm tuổi con trai ông. Ông có lòng tốt, cho cậu ta một số tiền, không ngờ chàng trai đứng dậy đòi cướp ví tiền của ông. Ông già thế mà khỏe, một tay đẩy cậu ta ra, nhưng thuốc lại bị rơi xuống đất. Thuốc này là bác sĩ kê cho ông trước khi đi. Ông mắc phải bệnh tim, phải uống thuốc đúng giờ mỗi ngày. Frank cầu xin kẻ lang thang trả lại thuốc cho mình, nhưng người đàn ông lại đưa chân đạp nát lọ thuốc. Frank chỉ đành cúi xuống, thu thập các mảnh vụn nhỏ còn sót lại. Quay về khách sạn, ông cho bột thuốc vào miệng, nuốt ực xuống một cái. Vì thuốc chỉ còn được bấy nhiêu, sau nhiều lần giày vò, cuối cùng ông cũng đến được trạm cuối cùng, thành phố của con gái nhỏ. Cũng may con gái nhỏ không làm ông thất vọng, thuê một chiếc xe sang, cười nói suốt cả chặng đường. Con gái sau đó đưa ông về căn hộ cao cấp của mình, còn để cho ông ở trong một căn phòng lớn. Cùng lúc đó, người hàng xóm bồng theo bé con ghé qua, muốn nhờ con gái ông trông giúp một đêm. Con gái vốn muốn từ chối, nhưng Frank lại đồng ý rất sảng khoái. Lúc ăn tối, Frank nói với con gái nhỏ của mình, ông dự định ngày mai sẽ ngồi máy bay trở về, bởi vì ông ấy đã nhìn ra, căn hộ này vốn không phải là của con gái. Ông không muốn vì ông mà con gái phải diễn mệt như vậy. Mỗi một lúc chia tay các con của mình,
ông đều hỏi cùng một câu hỏi. Very happy. You happy? Yeah, of course I am. And you're happy? Happy, yeah. I get paid to bang a big loud drum all day. Of course I'm happy. Nhưng ông ấy biết, họ không hề hạnh phúc như vậy. Trên máy bay về nhà, bệnh tim của ông lại tái phát. Sau khi hôn mê, ông ấy mơ một giấc mơ kỳ lạ. Trong giấc mơ, bọn trẻ đều trở lại thời thơ ấu. Ông hỏi ra điều nghi hoặc trong lòng. Keep asking myself why you will lie to me. Thì ra, ông thật sự đã sớm phát giác ra bọn trẻ đang giấu ông điều gì đó. Con gái lớn sớm đã chia tay chồng của mình. Vậy nên quan hệ giữa con rể và cháu trai mới căng thẳng như vậy. Ban nhạc mà con trai thứ đang tham gia cũng không hề có kế hoạch đi lưu diễn châu Âu. Thậm chí đêm đó cũng không có biểu diễn. Và đứa con của hàng xóm của con gái út thực ra chính là con của con gái út. Bọn trẻ nói: Dad, there are lots of things that we don't tell you. But that doesn't mean that we want to hurt you. Ống kính chuyển đi, lại quay trở về thực tại. Sấm sét đùng đùng, ông được cấp cứu đưa đến bệnh viện. Frank tỉnh dậy trên giường bệnh. Ba đứa con đều đang ở bên cạnh ông. Thật là mỉa mai, phải là khi xảy ra chuyện gia đình mới có thể đoàn tụ sao? Nhưng cậu con trai út mãi vẫn không xuất hiện. Frank bắt đầu hơi nghi ngờ, có dự cảm không lành. Ông cứ gặng hỏi mãi. Con gái lớn cuối cùng cũng chịu nói thật. Kể từ sau khi mẹ mất đi, tình hình của em trai vẫn luôn không ổn. Ngay tuần lễ mà ông bố đi thăm các con, em trai đi du lịch nước ngoài, không may xảy ra tai nạn, qua đời. Sau khi hồi phục, Frank trở về nhà, nhìn vào những bức ảnh từng chụp của cả nhà. Ông ấy lại đưa ra quyết định lần nữa. Ông trở lại New York, ở đó có một phòng trưng bày. Bên trong có một bức tranh của con trai út, nhưng cô gái bán tranh đã nói với ông rằng bức tranh đã bán đi rồi. Ông thất vọng rời đi. Cô gái đó lại chạy đuổi theo. Hóa ra, cô ấy vừa nhìn thấy tên của ông để lại, mới nhận ra ông là cha của cố nghệ sĩ. Cô đưa ông ấy trở lại phòng tranh, nói rằng con trai ông có một bức tranh lâu nay vẫn không bán được, tặng ông làm kỷ niệm vậy. Đó là bức tranh vẽ cây cột điện giữa trời tuyết, ảm đạm bình dị. Những người khác đương nhiên sẽ không biết đây là công việc mà Frank đã làm cả một đời, lau vết sơn cho cột điện. Rất vất vả, rất nhàm chán. Nhưng trong mắt của con trai, nó lại có một loại hào quang rất khác. Tôi nghĩ rằng nếu cậu ấy vẫn còn sống, nhất định sẽ nói, con xin lỗi, không thể trở thành niềm tự hào của bố. Nhưng so với thân phận là một họa sĩ, con càng tự hào hơn là được trở thành con trai của bố. Chớp mắt, Giáng sinh đã đến rồi. Frank lại bận rộn hơn. Mua sẵn rượu vang và cây thông. Chỉ là lần này, ông không còn cô đơn nữa. Các con cùng ông treo đèn màu, làm bữa tối. Cháu trai ngồi chơi game trên sofa, con trai con gái bận rộn trong nhà bếp. Tuy rằng mẹ và em trai không còn nữa, nhưng mà nỗi nhớ vẫn còn, tình yêu cũng còn. Bạn nói xem, điều còn thiếu giữa chúng ta và bố mẹ có phải là giao tiếp không? Đó là sự bầu bạn.